Hello bà con, đó hôm nay là thứ ba, đó ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Đó thì uh, ngày nay nó trong trời cũng mưa bà con. Đó thì ngày nay mình bắt được uh, đi dạo dạo có chút xíu mình về thôi bà con. Chỉ có mua được một con nghe cái uh, Redman. Đó, nghe này mà móc con mì vàng, vàng vàng bà con nhưng mà đặc biệt là siêu phẩm nha bà con. Đó, dày đẹp đúng luôn. Đó, bây giờ mình quay chi tiết con nghe này, báo giá công khai luôn cho bà con ít giống nhẹ tiền. Mà muốn bắt được một con nghe tốt về gà giống thì cứ xem hết video của mình nó thì con nghe tốt như thế nào đó, rồi uh, có gì liên hệ với mình đó thì ngày mai mình có chuyến đi giao bò bình định gia lai like bà con đó thì ai có nhu cầu mua con nghe này thì xin xem, xem mình vận chuyển luôn rồi bắt đầu vào nội dung chính của mình nó chi tiết con nghe này nha bà con rồi đây siêu phẩm đã về đội bà con đó một con nghe cái rất man đó nghe này được 6 tháng rưỡi rồi bà con đó bộ, đã bỏ bố được 9 ngày rồi đó thì theo chú chia sẻ là bảo bú chín ngày rồi à, con này này cao một mét lên em đó nói với độ dày nó thì khối phải bằng rồi bà con đó dài đùi tốt dầu kéo liền yếm đấy bà con nhìn nhận đầu đầu trụi không có chân nha bà con ở con này giờ nuôi tới ra cũng không bao giờ có chân đó man dầu kéo liền yếm đó chân cánh đâu đó chân cánh to đuôi uh, bự không đuôi bự bộ đĩa bự đó bánh sữa đồ tốt vú bự bốn cái vú tròn dìn luôn đó mệt kéo lắm bà con đó. thì nói chung con ngé này nhìn ở ngoài mới thấy được độ ghiền của nó được bà con đó, Thì giá thì chỉ có mini thôi bà con, giá học sinh thôi Đó, thì ai giống nhiều tiền thì cứ xem hết con ngé này, có ưng thì bác về cái giống đồ dây nó thì khôi phải bằng nó giàu kéo lên ít đó thì con nghe cái Redman man này mình báo giá công khai là 13 triệu 500 ngàn đó không đuôi bự đuôi ngắn tao nhượng này đó đẹp dây và bò lắm mà còn nó nhìn bằng lưng rồi đó sẽ tích đồ nghiêm hết đầu trụi không chừng đó, rất là dày nha bà con đẹp tốt bò đó bà con có ưng con nghe này biết về gờ giống ấy, thì cứ liên hệ số điện thoại bên gặp trái màn hình của mình đó số điện thoại là 0367 888 228 đó. nghe này nói chung là cực kỳ dày luôn nha bà con đó đầu tuổi không sừng mèo uh, móc bánh mì mèo vàng, vàng vàng bánh mì bà con đó vàng vàng trắng trắng nghe mà đẹp lắm bà con nghe này nhìn ở ngoài mà thấy được cái độ dày của nó mới mới đủ độ ghiền được đó tốt bò lắm nè để mình quay uh, xuống bánh sữa rồi vú bóng cho bà con xem đó vuông vú tròn gì luôn nhiều luôn đó bánh sữa là tốt dày đê đúc luôn đó. giá chỉ có 13 ba triệu năm trăm ngàn thôi bà con giá rất là nhẹ về có một con nghe cái đen man về cả giống đó. Rồi thì uh, giống dạng ngày nay chỉ có một con này thôi bà con. Thì ai có nhu cầu mua thì cứ liên hệ số điện thoại gặp tác của mình nha bà con. Ừ. Rồi, đó, đó, chào dạ, bà con. Nghe để xem. Bà con có nhu cầu mua con nghe cái đánh mai này về rồi giống thì cứ liên hệ số điện thoại của mình. Đó thì nếu mà ai ở gần thì tới địa chỉ thôn An Thạch, xã Sơn An, thị xã An Khê để xem bò thực tế. Rồi, nói chung chúc bà con một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Em bà con trong những video tiếp theo. Rồi, bye bà con.